Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Work Cartoon. Gravity Falls chắc hẳn là một bộ phim hoạt hình tuổi thơ của tất cả chúng ta. Những cuộc phiêu lưu khám phá bí ẩn ở Gravity Falls chắc hẳn là điều mà bản thân tớ cũng như các cậu đều đã mơ ước được trải nghiệm khi xem bộ cartoon này. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng với Way to Work Cartoon ôn lại những kỷ niệm tuyệt vời mà Gravity Falls đã đem đến cho chúng ta thông qua video tất tần tật này nhé. Let's go! Trước khi bắt đầu video, chúng tớ có một thông báo nhỏ nhỏ rằng Fan Store đang có chương trình khuyến mãi giảm giá toàn bộ cửa hàng từ ngày 12 tháng 5 đến hết ngày 19 tháng 5. Các cậu hãy ghé qua Fan Store theo đường link dưới phần bình luận để sở hữu ngay cho mình những mẫu áo cực kỳ cool ngầu nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với video nào. Mùa hè của cặp sinh đôi Dipper và Mabel bắt đầu khi hai chị em được cha mẹ đưa đến Gravity Falls ở với người bác Uncle Stan. Ngôi nhà của Uncle Stan có tên là Mystery Shack. Nó nằm sâu trong rừng và được Uncle Stan sử dụng để trưng bày cũng như bán những thứ quái dị để câu khách tham quan. Tuy nhiên hầu hết chúng đều là giả. Phụ việc cho Uncle Stan tại Mystery Shack có Sue Ramirez, một anh béo vụng về, và Wendy Corduroy, một cô nàng năng động. Trong một lần đi đóng biển báo chỉ đường ở trong rừng, Dipper vô tình phát hiện ra một ngăn chứa bí mật bên trong một cái cây. Bên trong đó là một thiết bị kỳ lạ. Dipper tay máy tò mò với mấy cái nút và vô tình đã khiến một ngăn chứa bí mật trên mặt đất hiện ra. Bên trong đó là một quyển sách cũ có in hình bàn tay 6 ngón và số 3. Bên trong quyển sách là những ghi chép về những sinh vật, sự kiện kỳ lạ thường xuyên xảy ra tại Gravity Falls, cùng với câu cảnh báo không được tin bất cứ ai ở Gravity Falls. Dipper mang quyển sách về và kể với Mabel, song cô bé không mấy quan tâm mà đang háo hức đi chơi với người bạn trai mới quen. Dựa vào những thông tin trong quyển sách và biểu hiện của anh chàng lạ mặt kia, Dipper nghi ngờ anh ta là zombie. Cậu đã bảo Mabel nhưng cô bé không tin. Ngay sau khi Mabel đi hẹn hò với anh chàng kia, Dipper đã mượn xe của Sus đuổi theo để bảo vệ chị của mình. Anh chàng người yêu kỳ lạ cũng thừa nhận với Mabel rằng anh ta là một đám thần lùn cải trang, tiếp cận cô để đưa cô về làm hoàng hậu của chúng. Theo dấu vết, Dipper đến được nơi đám quỷ và cứu Mabel trở về. Bọn quỷ lùn nổi điên, chúng xếp chồng lên nhau, tạo thành một con quái vật siêu to khổng lồ và truy đuổi hai chị em. Khi chạy được về đến Mystery Shack, hai người lừa bắt được tên đầu đàn, khiến tất cả bọn tan tành và cong đuôi bỏ chạy. Hai chị em về gặp bác Uncle Stan và được ông cho một món đồ bất kỳ trong cửa hàng. Dipper chọn một chiếc mũ, còn Mabel chọn một khẩu súng phóng móc cột dây. Đêm đó ta thấy Uncle Stan đi xuống căn hầm bí mật thông qua cánh cửa sau máy bắn nước tự động. Vài ngày sau, Dipper và Mabel được Uncle Stan đưa đến hồ câu cá. Đột nhiên, ông lão kỳ lạ nhất Gravity Falls, McGuckett, chạy đến và cảnh báo về con quái vật Gobblewanker, nhưng không ai tin ông cả. Mabel và Dipper nghe đến con quái vật thì muốn tìm chụp hình nó để lãnh tiền thưởng. Chính vì vậy, cả hai đã leo lên tàu của Sus để đến hòn đảo, nơi được cho là chỗ con quái vật này đang ở. Để chụp được ảnh con quái vật, Dipper đã mang rất nhiều máy ảnh. Song nhờ sự vụng về của Sus và Mabel, chỗ máy ảnh đó cứ rơi dần. Khi Sus, Dipper và Mabel đến hòn đảo, họ chạm trán một con quái vật khổng lồ, nhìn như khủng long cổ dài. Cả ba leo vội lên chiếc thuyền để chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nó. Sau một hồi đuổi bắt chạy vòng quanh, ba người chạy được vào một hang động, khiến con quái vật mắc kẹt ở cửa. Khi Dipper đang vui vẻ chụp lại ảnh bằng chiếc máy ảnh cuối cùng, thì một tảng đá rơi trúng đầu con quái vật. Hóa ra nó là một con robot khổng lồ, chứ không phải là một con quái vật thực sự. Con quái vật này được chính ông lão McGuckett tạo ra vì muốn mọi người chú ý đến. Sau khi nghe câu chuyện của ông lão này, chị em Dipper và Mabel hiểu ra sự cô đơn mà Uncle Stan đang phải trải qua, nên quyết định quay lại câu cá cùng với ông. Nhưng hình như dưới hồ có một con quái vật thật sự. Ngày hôm sau khi ở nhà, Dipper và Mabel vô tình tìm thấy rất nhiều tượng sáp được Uncle Stan cất trong kho. Sau khi phát hiện một bức tượng bị chảy do nắng chiếu, Mabel đã làm lại một bức tượng khác với nguyên mẫu Uncle Stan để ông tổ chức lại triển lãm. Đêm hôm ấy, bức tượng hình Uncle Stan bị mất đầu không rõ lý do. Sau khi gọi cảnh sát báo án nhưng không được, Dipper và Mabel tự mình đi điều tra thủ phạm. Theo dấu vết để lại là dấu chân và chiếc rìu, cả hai điều tra ra thủ phạm là ông Toby Determine. Tuy nhiên, ông này cũng có những chứng cứ ngoại phạm. Cả hai quay lại buổi tang lễ được tổ chức cho bức tượng Uncle Stan. Khi này, Dipper mới nhận ra rằng thủ phạm thực sự chính là những bức tượng. Hóa ra đây là những bức tượng bị nguyền và chúng muốn trả thù Uncle Stan vì đã tống chúng vào kho, tuy nhiên đã tấn công nhầm vào bức tượng. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, hai chị em đã hạ được tất cả những bức tượng sét, chỉ còn duy nhất một cái đầu thoát được qua ống thông gió. Một thời gian sau, Dipper, Mabel và Sus đến tham gia một buổi biểu diễn của một thanh niên ngoại cảm, Lil Gideon. Ngày hôm sau, cậu ta tìm đến Mystery Shack để làm quen và dẫn Mabel đi chơi do có cảm tình với cô bé.
Sau khi đi chơi và nhận ra cậu ta có tình cảm với mình, Mabel lo lắng vì chỉ xem Gideon là bạn. Nhưng cô không muốn cậu ta buồn nên vẫn đồng ý hẹn hò. Sau một vài buổi hẹn hò, Mabel không chịu nổi nữa nên Dipper đã thay chị mình đến gặp, đồng thời gửi lời từ chối với Gideon. Về nhà trong bực tức, Gideon lên kế hoạch trả thù Dipper. Hắn thuê ông Toby Determine gọi điện lừa Dipper đến gặp mình. Khi Dipper đến, Gideon dùng năng lực từ sợi dây chuyền ma thuật để khống chế Dipper. Mabel lúc này đến và nói chuyện trực tiếp với gã Gideon. Sau khi dùng vài lời ngọt ngào, Mabel đã lừa lấy được sợi dây chuyền và cứu được Dipper. Sau khi sử dụng nó để cứu cả Gideon và Dipper khỏi cú rơi từ trên cao, Mabel đạp nát chiếc dây chuyền và cự tuyệt hoàn toàn với Gideon. Gideon thì về nhà trong cơn căm tức. Tại đây chúng ta biết được, gã này sở hữu quyển journal giống của Dipper nhưng có ghi số 2. Vài ngày sau, khi trốn làm và lên nóc nhà chơi với Wendy, Dipper có vẻ như đã nảy sinh tình cảm với chị gái xinh đẹp và năng động này. Chính vì vậy, hôm sau giờ tan làm, Dipper và Mabel đã xin đi chơi cùng với nhóm bạn của Wendy bằng cách nói dối mình đã 13 tuổi. Cả đám đến một siêu thị bỏ hoang và bị đồn là có ma. Dipper sau khi bị trêu chọc đã nhảy lên gác mái và đi vào theo đường ống thông gió để mở cửa cho tất cả vào bên trong. Cả nhóm mở điện và bắt đầu quẩy. Dipper phát hiện một số hiện tượng lạ khi thấy một bộ não trong tủ lạnh và những phản chiếu đáng sợ trong gương. Mọi người phát hiện ra hình vẽ đánh dấu hiện trường vụ án ở nơi này. Sau khi cãi vã thì Dipper nằm lên hình vẽ đó và những điều kinh khủng bắt đầu xảy tới. Từng người một bị đưa vào trong TV, trong game và bị biến thành đồ ăn. Hồn ma nhập vào Mabel và cảnh báo: "Welcome to your graves, young trespassers." Sau cùng thì Dipper nhận ra hồn ma này ghét các thiếu niên. Chính vì vậy, cậu đã thừa nhận tuổi thật của mình là 12. Hồn ma lúc này hiện hình là hai ông bà lão chủ cửa tiệm. Hóa ra ngày trước, vì bị sốc bởi những thiếu niên hát nhạc rap, hai ông bà đã lên cơn đau tim và đột quỵ. Hai ông bà đã yêu cầu Dipper nhảy một điệu nhảy nhảm nhí để được tha thứ. Và Dipper đã nhảy điệu chú cừu non, khiến cho cả hai vừa lòng và tha cho cả nhóm. Khi mọi người tỉnh dậy, Wendy nói với những người còn lại rằng Dipper đã đánh nhau với con ma để cứu họ, khiến cho mọi người rất nể phục Dipper. Sau cùng thì tất cả đi về nhà. Hôm sau, Uncle Stan đưa Dipper và Mabel đến nhà hàng của bà Lazy Susan để ăn tối. Vì không có tiền nên mấy bác cháu không được ăn món bánh kép yêu thích. Khi này, Dipper thấy máy kiểm tra độ nam tính với phần thưởng là một chồng bánh kép to đùng. Cậu tự tin đến thử để giành lấy món bánh cho mọi người, xong kết quả trả ra cậu là em bé. Dipper xấu hổ liền bỏ đi. Lúc này thì bà Lazy mang đồ ăn ra. Mabel nhận ra Uncle Stan thấm thích bà Lazy. Chính vì vậy, Mabel lên kế hoạch để giúp cho ông bác của mình. Trong lúc đó, Dipper đi vào rừng và tìm cách cho mình trở nên nam tính hơn. Lúc này, cậu gặp một ông người trâu, xưng là Manotaur. Cậu tâm sự cho ông ta về việc mình tự ti vì không nam tính. Ông quyết định đưa cậu về hang của mình để học cách trở nên nam tính hơn. Tại đây, cậu gặp nhiều Manotaur khác nữa. Sau khi thuyết phục họ huấn luyện cho mình, Dipper bước vào quá trình luyện tập gian khổ để trở nên nam tính hơn. Cùng lúc này thì Uncle Stan cũng đang phải trải qua khóa huấn luyện của Mabel để có thể tán tỉnh được bà Lazy. Nhiệm vụ cuối cùng của Dipper để được công nhận là đàn ông đó là tiêu diệt Monty Bear, một con gấu hung dữ và là kẻ thù không đội trời chung với Manotaur. Dipper tìm đến hang của Monty Bear và đánh bại được nó. Ngay lúc chuẩn bị kết liễu, Dipper nhận ra con gấu này có chung sở thích âm nhạc với cậu là nhóm nhạc pop Island Pop 3. Hóa ra, những tên Manotaurs ghét Monty Bear vì ông ta thuộc lời bài hát này. Dipper quyết định không giết Monty Bear và quay lại nói rằng mình không cần phải trở thành đàn ông nữa. Còn Uncle Stan sau khóa huấn luyện của Mabel trông càng nát hơn, nhưng lại nhận được sự chú ý của bà Lazy. Một thời gian sau, trong lúc đang chuẩn bị cho bữa tiệc tại Mr. Richard, Dipper và Mabel phát hiện ra trong nhà kho có một cỗ máy có thể photocopy người sống. Những bản photo này sẽ tan biến khi gặp nước. Nhiệm vụ trong buổi tiệc được phân chia như sau. Sus làm DJ, Dipper ngồi nhận suất vé cùng với Wendy thay cho Mabel. Cậu cũng có sẵn một kế hoạch để bắt chuyện và tán tỉnh Wendy. Trong bữa tiệc thì Mabel gặp và làm quen với hai cô bé là Candy Chiu và Brenda. Pacifica, cô gái kinh kiệu nhà Northwest cũng đến và thách đấu Mabel để nhận chiếc vương miện của bữa tiệc. Dipper thì vì muốn lấy lòng Wendy nên đã đồng ý suất vé một mình để Wendy vào trong quẩy. Xong khi thấy Wendy vào trong, cậu lại muốn bỏ vị trí để cùng vào chơi. Nhờ đến cỗ máy photocopy, Dipper quyết định tự nhân bản chính mình để có thể tham gia vào bữa tiệc. Khi này, tình địch của Dipper là Robbie Valentino cũng đến tham dự bữa tiệc này. Cậu tiếp tục nhân bản thêm các Dipper để thực hiện kế hoạch chia cắt Robbie và Wendy. Tuy thành công trong việc chia cắt, song Dipper vẫn gặp vấn đề trong việc bắt chuyện với Wendy. Cậu nhân bản thêm nhiều Dipper hơn nữa để có thể thực hiện tiếp những kế hoạch. Song sau cùng lại nhận ra cách hiệu quả nhất đó là bắt chuyện một cách bình thường.
các Dipper khác không đồng tình và yêu cầu cậu phải theo kế hoạch nên đã nhốt cậu vào kho. Khi cố gắng thoát ra, cậu đã kích hoạt được hệ thống chữa cháy, khiến cho các Dipper bản sao tan biến, nhưng vẫn còn sót lại số 2. Sau cùng thì cả hai đã nhận ra mình đã thất bại khi nhìn Robbie và Wendy vui vẻ nói chuyện với nhau. Cả hai lên gác mái và tâm sự. Cuối cùng thì số 2 vì quên mất mình là bản sao mà uống soda nên đã bị tan biến. Pacifica tuy không nổi bật bằng Mabel, song cô ta lại đe dọa mọi người cũng như mua chuộc để giành chiến thắng. Sau bữa tiệc, Mabel cũng có thêm hai cô bạn tốt là Candy Chiu và Brenda. Ngày hôm sau, trong lúc đang đưa Dipper và Mabel đi vào thị trấn bằng ô tô, Ron Goldstein nhận ra hôm đó là ngày Pioneer Day hay ngày của người tiên phong. Một ngày lễ vinh danh Nathaniel Northwest, ông được cho là người đầu tiên tìm ra Gravity Falls. Đồng thời, ông ta cũng là tổ tiên của cô nàng khó ưa Pacifica Northwest. Sau bài phát biểu chào mừng, Pacifica mời những người ở dưới lên giới thiệu. Khi này thì Mabel đã tự tin bước lên phát biểu, tuy nhiên lại bị Pacifica chế nhạo. Cũng lúc này, Ron Goldstein vì gây hấn với một người đi đường nên đã bị bắt và gông cổ lại. Dipper và Mabel ngồi tâm sự và Dipper nhận ra trong quyển journal có nói đến việc Nathaniel Northwest có thể không phải là người tìm ra thác trọng lực. Bên cạnh đó là một tài liệu hướng dẫn. Hai chị em quyết định đi điều tra mà không hay rằng mình đang bị tay cảnh sát trưởng theo dõi. Tại thư viện, Mabel vô tình gấp tờ tài liệu thành một tấm bản đồ dẫn đến bảo tàng lịch sử Gravity Falls. Nhờ vào các gợi ý, hai chị em tìm đến được một căn hầm bí ẩn. Nơi này chứa rất nhiều những tài liệu bí mật và đặc biệt nhất là về người tìm ra Gravity Falls, tên Quentin Chamblee. Khi này, hai tay cảnh sát cũng theo tới và cho hai chị em xem sự thật về Quentin Chamblee. Ông ta là tổng thống thứ 8 1/2 của Hoa Kỳ. Sau khi bị đá khỏi văn phòng vì những chính sách và sự ngốc nghếch của mình, ông trốn đến một thung lũng và đặt tên nơi đó là Gravity Falls. Song do tên của ông này bị xóa khỏi lịch sử, nên người tên Nathaniel Northwest được chọn làm người tìm thấy Gravity Falls. Còn tổng thống Quentin Chamblee đã tự đông mình trong kẹo bơ đậu phộng ở ngay chính căn hầm này. Sau đó, hai ông cảnh sát đưa Dipper, Mabel và tổng thống Quentin Chamblee về Washington. Trong lúc bị đưa đi, Mabel đã ăn một miếng kẹo bơ đậu phộng, khiến khối bơ vỡ ra và hồi sinh ông Quentin Chamblee. Cả ba thoát ra được nhờ một con chim gõ kiến. Sau khi chạy lên nóc toa tàu, cả ba người bị hai tay cảnh sát tiếp tục truy đuổi. Tổng thống Chamblee đã cho hai ông này một kỳ nghỉ, từ đó thoát được khỏi sự truy đuổi. Tổng thống trao tặng cho Dipper chiếc chìa khóa và cho Mabel chiếc mũ, sau đó thì rời đi. Dipper dùng chìa khóa đó để thả Ron Goldstein ra và cả ba cùng đi về nhà. Thời gian sau, Ron Goldstein tham gia hội chợ với gian hàng nhỏ nhằm lừa thêm tiền của cư dân ở Gravity Falls. Tại đây xuất hiện anh chàng kỳ lạ có tên Blandin Blandin. Trong buổi hội chợ, Dipper khá thân thiết với Wendy, trong khi Mabel tham gia chơi và thắng được chú lợn Waddles. Dipper tham gia một trò chơi ném bóng để lấy cho Wendy một con gấu bông, xong quả bóng bật lại và đập vào mắt Wendy. Dipper vội đi lấy đá để chườm cho Wendy thì va phải anh chàng Blandin khi nãy. Khi quay lại thì Wendy đã đang vui vẻ với Robbie. Đến chiều muộn, Dipper và Mabel gặp lại Blandin và biết được rằng anh ta đến từ tương lai và có nhiệm vụ ngăn chặn các khoảng thời gian bất thường. Hai chị em lừa anh ta và lấy được chiếc máy thời gian của Blandin. Dipper trở về quá khứ để thực hiện lại cú ném giúp cậu lấy được gấu bông mà không bị văng bóng vào Wendy. Song tất cả các lần đều thất bại. Sau cùng thì cậu hiểu ra mình cần sự giúp đỡ của Mabel để thành công giành được con gấu mà không ném bóng vào Wendy. Tuy Dipper thành công trong việc chiến thắng trò chơi này và ở bên cạnh Wendy, song Mabel lại không thể quay đầu lại để lấy chú lợn Waddles, khiến Pacifica có được nó. Điều này khiến cho Mabel vô cùng đau khổ. Hai chị em lúc này giành giật nhau cỗ máy và vô tình đi qua rất nhiều giai đoạn trong lịch sử và gây ra rất nhiều những sai phạm thời gian. Sau cùng thì cả hai trở lại thời điểm khi Dipper thắng trò chơi và Mabel vẫn không thể có được Waddles. Dipper sau khi thấy được sự đau khổ của chị mình đã chấp nhận hy sinh, trở lại quá khứ một lần nữa, giúp Mabel kịp lấy được Waddles trước Pacifica. Anh chàng Blandin sau khi lấy lại được máy thời gian thì bị bắt vì gây ra sai phạm thời gian và bị đưa về tương lai cho Time Baby xét xử. Thời gian sau, ta được thấy Mabel, Ron Goldstein, Sus đang ở một tiệm trò chơi điện tử. Dipper và Wendy cũng ở đây và cùng nhau chơi trò Firefighters. Đang chơi vui vẻ thì Robbie đến và giành chỗ của Dipper. Hôm sau, Robbie đến trước Mystery Shack hát gọi Wendy, nhưng cô không đi làm. Dipper ra nói chuyện và bị Robbie hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn về việc cả hai đều thích Wendy. Địa điểm là ở trong vòng tròn trong công viên lúc 3 giờ chiều. Dipper lo lắng vô cùng vì cậu biết mình không có khả năng thắng Robbie. Cậu đến tiệm trò chơi điện tử khi nãy và chơi trò chơi Firefighters để quên đi thời gian cho qua 3 giờ chiều. Nhưng mà thời gian trôi rất chậm. Khi làm rớt một đồng xu, Dipper vô tình phát hiện ra một cheat game để mở khóa sức mạnh tối thượng. Sau khi thực hiện mã cheat,
cỗ máy chơi game vụt tắt, xong lại lóa sáng. Nó yêu cầu cậu chọn nhân vật, và cậu đã lựa chọn nhân vật yêu thích của mình là Rumble Muskusmish. Nhân vật game này sau đó xuất hiện ở bên ngoài. Tại Mystery Shack, Mabel cũng đang cùng Waddles tìm cách giúp đỡ Grunkle Stan vượt qua nỗi sợ độ cao. Tipper đưa Rumble về nhà và thuyết phục được anh ta đồng ý giúp mình trong trận chiến với Robbie. Cả hai khi này đến điểm hẹn với Robbie và Robbie đã bị tay võ sĩ Rumble này đánh cho chạy sấp mặt. Mabel khi này thì lừa được Grunkle Stan lên bể chứa nước trên cao của thị trấn để ông có thể đối mặt với nỗi sợ của mình. Robbie trong lúc chạy trốn cũng đã trốn lên đây và Rumble đến, đấm vào chân đỡ của bể khiến cho Robbie rơi xuống. Ngay lúc Rumble sắp kết liễu Robbie, Tipper giải thích rằng chỉ muốn Rumble dọa Robbie giúp mình, chứ anh ta cũng không phải người xấu và không giết cha Tipper như Rumble nghĩ. Cảm thấy bản thân bị lừa dối, Rumble thách đấu Tipper để giải quyết ân oán và Tipper đã đồng ý. Sau khi cho Tipper bầm dập và hạ đo ván cậu, trò chơi kết thúc và Rumble biến mất. Trên bể chứa nước lúc này, Grunkle Stan đã hết sợ độ cao, song có vẻ như nó lại lây sang cho Mabel. Tipper và Robbie làm hòa với nhau và thỏa thuận sẽ chiến tranh lạnh để cạnh tranh Wendy. Ngay khi này, cô ấy cũng đã đi cắm trại trở về. Ít lâu sau, Gideon khi này vẫn đang tìm cách trả thù Tipper bằng cách nghiên cứu cuốn journal số 2, và lần này cậu ta sẽ nhắm đến Mystery Shack. Hôm sau, Gideon cho người giả làm nhân viên của cơ quan sổ số đến và tuyên bố Grunkle Stan là người chiến thắng và yêu cầu ông ký giấy nhận thưởng. Tờ giấy này thực chất là giấy sang nhượng Mystery Shack cho Gideon. Tuy nhiên thì Grunkle Stan còn tỉnh táo nên vẫn giữ được Mystery Shack. Sau đó, trong lúc đang ngồi chơi cờ, Sus nhận ra điều bất thường, đó là Mabel cao hơn Tipper 1mm. Vì điều này, Tipper bị Mabel và Grunkle Stan chế giễu và vì cay cú, cậu quyết định tìm cách cao lên thông qua quyển journal số 3. Thông qua hướng dẫn của journal, Tipper tìm được một loại pha lê bí ẩn. Ánh sáng khi đi qua nó sẽ có khả năng phóng to hoặc thu nhỏ vật thể. Tipper lấy về một mảnh thủy tinh và gắn nó vào chiếc đèn pin. Từ đây, cậu có một chiếc đèn pin có khả năng phóng to hoặc thu nhỏ. Cậu sử dụng nó và khiến mình cao lên được 1mm và bằng với Mabel. Tuy nhiên, do cảm thấy chưa đủ vì Mabel nói rằng rồi cô ấy cũng sẽ lại cao hơn, Tipper tiếp tục dùng chiếc đèn và làm mình cao thêm rất nhiều. Điều này khiến Mabel nghi ngờ và Tipper đã giải thích với cô bé về chiếc đèn phóng to thu nhỏ. Lúc này thì hai chị em lại giành nhau chiếc đèn và không may, nó rơi vào tay Gideon. Hắn ta thu nhỏ cả hai và đem về nhà. Kế hoạch tiếp theo sẽ là thu nhỏ Grunkle Stan để chiếm đoạt Mystery Shack. Tại Mystery Shack lúc này, Grunkle Stan đang kiểm tra lại mê cung gương của mình và tháo chiếc mũ ông hay đội ra. Sus tò mò đã lấy và đội nó lên đầu. Hai chị em Tipper và Mabel cũng tìm cách trốn thoát và về được Mystery Shack đúng lúc Gideon đến đây. Hắn bắt cả hai chị em lại và đi vào chiếu đèn Grunkle Stan, xong lại chiếu nhầm vào Sus. Sau đó thì Gideon nhốt cả ba vào một chiếc lọ. Khi hắn xuống mê cung gương để chiếu Grunkle Stan, ba người kia cũng lại thoát ra được và leo lên người Gideon và cù cho hắn nhột đến mức sủi bọt mép. Hai chị em Tipper và Mabel lấy lại chiếc đèn phóng to bản thân. Họ quyết định đập vỡ máy thủy tinh mà quên mất là chưa phóng to cho Sus. Gideon trở về nhà và tiếp tục suy tính những kế hoạch để trả thù và chiếm đoạt Mystery Shack. Ngày lễ Samhain đã đến. Ngày lễ này chỉ có ở Gravity Falls vì người dân ở đây yêu thích Halloween đến mức họ ăn mừng ngày này tới 2 lần trong một năm. Sau khi đến Samhain Superstore để sắm sửa cho ngày lễ Samhain, Tipper chuẩn bị để đi chơi trò cho kẹo hay bị gẹo với Mabel cùng các bạn. Cậu cũng tiện tay vứt bỏ những chiếc kẹo không ngon. Lúc này thì Wendy và Robbie đến và rủ Tipper đi đến bữa tiệc cho các thiếu niên vào lúc 9 giờ. Khi này cậu ta nói với Mabel, Brenda và Candy rằng mình bị ốm và không muốn tham gia trò chơi cho kẹo hay bị gẹo nữa. Bỗng nhiên chuông cửa lại kêu lên và Samhain Trickster đang đứng để chờ xin kẹo. Tipper ra và đuổi hắn ta về khiến hắn nổi điên. Khi vào nhà, Samhain Trickster tiện tay ăn luôn một cậu bé mới đến xin kẹo, khiến cả bọn sợ hãi. Tên này cho tất cả một cơ hội, đó là thu thập đủ cho hắn 500 chiếc kẹo trước khi chiếc lồng đèn dưa hấu cuối cùng vụt tắt. Bằng không thì hắn sẽ ăn thịt tất cả. Mọi người đi xin kẹo, song Tipper vì không chịu mặc đồ hóa trang nên cả bọn mãi không xin được bao nhiêu. Khi này thì Tipper buộc phải hóa trang và cả bọn cấp tốc đi xin kẹo khắp thị trấn. Nhờ sự dễ thương của mình, nhóm bạn đã xin được 499 viên kẹo khi mới 8:30. Khi mọi người đi xin chiếc kẹo cuối cùng và giao Tipper trong xe kẹo, cậu bắt gặp Robbie và Wendy và để không bị chế nhạo thì cậu giấu kẹo vào bụi cây và cởi bỏ hóa trang. Không may sau bụi cây đó là một hồ nước khiến toàn bộ công sức của cả nhóm đi tong. Chiếc đèn cuối cùng cũng vụt tắt, Samhain Trickster xuất hiện và bắt Tipper, Mabel, Candy và Brenda. Khi này, Sus lái xe tông vào Samhain Trickster khiến hắn ta vỡ tan nát. Trong khi cả bọn yên tâm đi về,
những mảnh vỡ hợp lại với nhau và trở thành một con quái vật. Nó truy đuổi và tấn công cả nhóm vào tận Summerwind Superstar. Sau khi Zeus bị ăn thịt, tất cả quyết định cùng ra chiến đấu trực diện. Khi này thì con quái vật mới hiện hình, đó là những cây kẹo dở đã bị vứt bỏ. Đột nhiên, Zeus đi ra từ bên trong con quái vật và khen nó ngon. Nhờ vậy mà con quái vật đã bị đánh bại. Cả bọn quay trở về nhà và cùng xem phim kinh dị cho đêm Summerwind. Vài ngày sau đó, Grunkle Stan, Tipper và Mabel cùng nhau ngồi xem chương trình Cast Wheel. Khi này là một đoàn khách đến thăm Mystery Shack và tất cả lại cùng bắt tay vào việc. Grunkle Stan dẫn khách hàng đi thăm xung quanh. Mabel bị bắt hóa trang thành người sói. Cô đứng bán hàng nhưng lại không lấy tiền. Điều này làm cho Grunkle Stan nổi giận và không cho cô bé làm nữa. Tipper cũng muốn đi vào rừng khám phá những điều bí ẩn thay vì là cải trang thành người sói. Sau khi nghe đến sự bất bình của mọi người đối với Grunkle Stan, Mabel đã thách đấu ông. Grunkle Stan đã đi nghỉ trong vòng 3 ngày và Mabel sẽ điều hành Mystery Shack. Nếu như cô kiếm được nhiều tiền hơn thì Mabel sẽ chiến thắng. Nếu thua thì cô bé sẽ phải mặc một chiếc áo có chữ Loser suốt mùa hè. Để kiếm tiền trong kỳ nghỉ, Grunkle Stan đã đăng ký tham gia chương trình Cast Wheel. Mabel cũng triệu tập tất cả các nhân viên của Mystery Shack. Cô bé cho phép Wendy giao du cùng bạn bè trong giờ làm việc, cho Zeus bộ trang phục questionnaire và cho Dipper vào rừng tìm một thứ đáng kinh ngạc. Mọi thứ với Mabel tưởng chừng như suôn sẻ, nhưng không. Dipper mang về một con quái vật có khả năng khiến người ta gặp phải ác mộng. Wendy thì mang bạn bè đến chỗ làm và họ quậy phá. Và Mabel phải cho Wendy nghỉ một ngày. Và những công việc rất nhiều khiến Mabel chạy luôn tay chân. Trong khi này thì Grunkle Stan đang có những chiến thắng khá dễ dàng tại chương trình Cast Wheel. Mọi thứ ở Mystery Shack tệ hơn khi con quái vật Dipper bắt về, sổng chuồng và đập phá. Lý do là vì Mabel đã cho nó chìa khóa. Cuối cùng, Dipper đã cho nó tự thôi miên chính mình, khiến nó mơ thấy ác mộng và bỏ chạy. Khi này thì Mabel không chịu nổi nữa và yêu cầu mọi người hãy nghiêm túc làm việc. Nhờ vậy họ cũng đã kiếm lại được tiền. Tuy nhiên, sau khi trừ đi toàn bộ phí cho sửa chữa thiệt hại, thì tất cả chỉ còn lại $1. Grunkle Stan trở về, cứ tưởng ông đã thắng lớn trong chương trình Cast Wheel, nhưng câu hỏi cuối với đáp án là Please, ông đã không trả lời được. Vậy là Mabel đã thắng. Tuy nhiên thì cô bé cũng đã hiểu ra nỗi vất vả của bác mình. Thời gian sau, Grunkle Stan đưa mọi người đến cái hố không đáy để vứt bỏ những thứ không cần thiết. Không may là do giông bão, tất cả cùng bị rơi xuống hố. Khi ở dưới hố, để không bị buồn chán, mọi người đã thay nhau kể những câu chuyện. Đầu tiên là Dipper với câu chuyện có tên Voice Over. Khi này, Dipper từ rừng trở về khi bị rắn cắn. Xong Grunkle Stan và mọi người lại chọc kẹo cậu về chất giọng thoi thói chút chít của mình. Dipper bỏ đi và gặp ông Gakit và ông ta đã cho cậu một liều thuốc chữa giọng nói. Sáng hôm sau, Dipper tỉnh dậy với một giọng nói khác, trầm, ấm và nam tính hơn rất nhiều. Good morning, Dipper. Xong cả Mabel và Zeus đều không thích giọng mới này. Cậu đi tìm để khoe với Grunkle Stan nhưng lại gặp những người cậu trêu chọc trước đó nên bị đuổi đánh. Cậu phải đến gặp Gakit để lấy lại giọng cũ của mình. Sau cùng thì cậu đổ nốt thứ thuốc sửa giọng vào cà phê của Grunkle Stan. Câu chuyện tiếp theo là của Zeus với cái tên Pinball Story. Khi này, Zeus đang chơi một trò chơi có tên là Tumbleweed Terror. Vì không thắng được nên Zeus đã nhờ Dipper và Mabel giúp mình ăn gian. Chính vì vậy, cả ba bị thu nhỏ và bị đưa vào trong trò chơi này. Cả ba bị những quả bóng truy đuổi. Khi này, Zeus phải xâm nhập vào bộ máy để ấn nút tắt trò chơi. Dù điều này đã làm mất đi lịch sử điểm cao trước đó, nhờ vậy cả ba đã thoát ra được. Còn câu chuyện của Grunkle Stan thì quá nhạt, nên chúng ta sẽ không bàn đến. Cuối cùng là câu chuyện của Mabel, Tooth Tech. Mở đầu là khi Grunkle Stan quyết định huấn luyện một con gấu lái xe, nhưng bị cảnh sát chặn lại. Chính vì vậy, ông đã nói dối để được đi qua. Mabel không hài lòng khi lúc nào Grunkle Stan cũng nói dối. Nhờ quyển journal số 3 của Dipper, Mabel tìm được bộ răng giả, khiến cho Grunkle Stan không thể nói dối được nữa. Song điều này lại mang đến không ít rắc rối, và Grunkle Stan không thể kinh doanh bình thường được. Ông ấy nói suốt ngày và thậm chí tự kể tội của mình cho cảnh sát. Chính vì vậy, Mabel lại lấy lại bộ răng giả và cho nó vào vali ném xuống chiếc hố không đáy này. Sau đó, tất cả lại rơi trở ngược ra từ miệng hố. Vào ngày nóng nhất vào mùa hè, Dipper, Mabel và Zeus cùng Grunkle Stan quyết định đi đến hồ bơi. Tại đây, Mabel bị hấp hồn bởi một anh chàng có mái tóc dài trông khá lãng tử. Khi này, Mabel đến gần để làm quen với anh chàng kia. Dipper muốn tham gia làm việc tại hồ bơi để được làm cùng với Wendy, do cô đang làm thêm tại đây. Cậu được quản lý giao cho nhiệm vụ quan sát hồ bơi. Về phía Mabel, sau khi làm thân với anh chàng kia, cô được anh chàng tiết lộ, hóa ra anh ta là Mermando, một người cá bị lạc đến hồ bơi này. Cùng lúc đó thì Grunkle Stan cũng đang tìm cách tranh giành chiếc ghế vị trí đẹp với Gideon. Đến tối, Mabel đã lẻn vào hồ bơi để nói chuyện và chơi cùng với Mermando. Ngày hôm sau đó,
vì phát hiện ra bể bơi bị đột nhập về đêm cũng như có đồ hư hại. Dipper bị quản lý hồ bơi đe dọa sẽ đuổi việc nếu như có thêm những đồ hư hại. Đêm đó, Dipper canh giữ ở hồ bơi để đảm bảo không có thêm hư hại nào nữa. Lúc này thì Grunkle Stan đến để đột nhập và giành trước cái ghế mà ban ngày ông luôn để mất nó bởi Gideon. Mabel thực hiện kế hoạch giải cứu Mermando bằng cách lấy trộm một thùng lạnh trong nhà kho, đổ đầy nước vào. Khi này Dipper phải đuổi theo vì nếu kho mất thêm đồ thì cậu sẽ bị sa thải. Hai người họ rượt đuổi nhau đến hồ Gravity Falls. Lúc này người cá Mermando vì thiếu nước nên sắp chết ngạt, nên Dipper phải ngậm nước để hô hấp nhân tạo cho anh ta. Sau khi được cứu sống, Mermando tạm biệt chị em Dipper và trở về với gia đình. Còn Dipper thì vì làm mất đồ nên bị đuổi việc. Mabel khi này cũng nhận được thư từ Mermando. Và có một cậu bé bị kẹt dưới hồ bơi suốt thời gian qua, cũng bị mọi người đã bỏ quên bấy lâu nay. Một ngày nọ, Mabel rủ hai cô bạn của mình là Brenda và Candy đến nhà để tổ chức tiệc ngủ. Điều này làm cho Dipper cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy cậu đã bỏ ra ngoài ngủ. Sáng dậy khi trở lại căn phòng thì cậu thấy nó đã trở thành một đống lộn xộn. Cộng thêm với việc đêm qua ngủ ngoài trời bị một con chó sói hành hạ, Dipper nổi giận và yêu cầu phải đặt ra luật lệ cho căn phòng. Khi này cả hai đã cãi nhau ầm ĩ và quyết định hỏi Grunkle Stan về việc chia phòng. Trùng hợp là Sus cũng tìm thấy một căn phòng bí ẩn trong Mystery Shack. Đây là một căn phòng rất rộng, song có lẽ đã khá lâu không có người ở. Đặc biệt là có một chiếc thảm kỳ lạ với dòng chữ thí nghiệm thứ 78. Cả hai chị em Dipper và Mabel đều muốn được ở trong căn phòng này. Chính vì lẽ đó, họ đã tranh nhau làm các công việc để lấy lòng Grunkle Stan. Sau đó thì cả hai cùng đi đến căn phòng. Sau một hồi cãi vã và đuổi bắt trên tấm thảm, cả hai bất ngờ bị hoán đổi thân xác cho nhau. Vì muốn căn phòng là của mình, hai chị em trong thân xác của người còn lại đã bắt đầu quậy phá để Grunkle Stan đưa chìa khóa phòng có người còn lại. Cùng lúc đó thì Sus cũng bị hoán đổi với Waddles. Dipper trong thân xác của Mabel phải thay cô bé tham dự buổi tiệc ngủ đã hẹn trước với Brenda và Candy. Sus trong cơ thể của Waddles đi ra ngoài và bị các kid đuổi bắt. Còn Mabel trong cơ thể của Dipper thì được Grunkle Stan dạy cho vài thứ, khiến cô bé nói lời tạm biệt tuổi thơ. Ngoài ra, vì thái độ hôm nay của Dipper có vẻ khác và vừa ý ông, nên Grunkle Stan đã quyết định trao cho Dipper căn phòng. Còn Waddles thì trong cơ thể của Sus bắt đầu làm loạn, sau đó còn chạy ra ngoài. Nhóm Mabel, Dipper, Brenda và Candy cũng đuổi bắt nhau đến căn phòng bí ẩn và hoán đổi loạn hết cả lên. Sau đó thì Sus trong cơ thể của Waddles cũng chạy vào và dẫn theo một các kid. Hai ông cảnh sát lúc này cũng đến và mọi thứ ngày càng bị đảo lộn hơn. Sau một hồi Dipper và Mabel về lại được đúng cơ thể của mình, hai chị em tiếp tục tranh giành nhau chìa khóa để có thể sở hữu căn phòng. Nhưng sau đó nhận ra không nhất thiết phải như vậy, nên Mabel đã trao lại chìa khóa cho Dipper theo ý Grunkle Stan. Waddles trong cơ thể của Sus cũng trở về nhà vì trời đã tối. Mọi người tập hợp lại để hoán đổi ai về cơ thể người đó. Đến khuya thì Dipper khi này đã chuyển sang phòng mới nhưng không chịu được sự cô đơn, và thế là cậu lại về lại căn gác mái cùng với Mabel. Ít lâu sau, hôm ấy là ngày biểu diễn của nhóm nhạc Several Times. Đây là nhóm nhạc yêu thích của Mabel nên là cô bé cực kỳ mong đợi. Mabel cùng các bạn của mình trở về phòng để chuẩn bị đến tham dự buổi biểu diễn của nhóm nhạc Several Times. Cùng lúc đó, Robbie cũng đến Mystery Shack để gặp Wendy. Anh ta cho Wendy nghe một chiếc đĩa nhạc bí ẩn, khiến cô như bị thôi miên và lập tức tha thứ cho lỗi lầm của anh. Dipper nhận ra điều bất thường và bắt đầu nghi ngờ. Tối đó, Mabel, Candy và Brenda đến buổi biểu diễn của nhóm nhạc Several Times nhưng đã hết vé. Chính vì vậy, cả ba đột nhập vào bên trong bằng cửa vào của nhân viên. Khi cả nhóm tìm được căn phòng của Several Times thì sự thật kinh hoàng được tiết lộ. Hóa ra các thành viên trong nhóm nhạc đều là những người được nhân bản và bị nuôi nhốt như động vật. Do vậy, Mabel và hai người bạn của mình quyết định giải cứu cả nhóm ra bên ngoài rồi đưa họ về nhà. Cùng lúc đó, Dipper đang tìm cách giải mã chiếc đĩa nhạc bí ẩn của Robbie và đã giải được nó bằng cách tua ngược. Cậu cùng Grunkle Stan đến gặp Wendy và Robbie để nói cho Wendy sự thật, khiến cô tức giận và bỏ đi. Trên TV khi này phát thông tin tay nhà sản xuất đã bị bắt, đã đến lúc trả tự do cho những thành viên của nhóm nhạc Several Times. Tuy nhiên, Mabel khi này lại muốn giữ họ cho riêng mình. Song sau khi hiểu ra những anh chàng kia rất mong muốn được tự do, cô cũng đã để họ được ra đi. Trong một đêm, khi hai ông cảnh sát đang đi tuần, một sinh vật bí ẩn đột nhiên xuất hiện và tha mất trần của chiếc xe ô tô đi. Hôm sau tại Mystery Shack, Grunkle Stan cảm thấy bực bội vì sự quấy phá của Waddles và bảo Mabel mang nó ra ngoài. Song bên ngoài lại rất nguy hiểm và Mabel đã không đồng ý. Khi này, Dipper cùng Sus đang tìm hiểu về những sự kiện và những bước chân khổng lồ và đặt mục tiêu tìm ra con quái vật đứng đằng sau những sự kiện đó. Hai người đặt bẫy con quái vật bằng một miếng thịt lớn cùng nhiều máy ảnh để chụp lại. Song con quái vật vụt qua, cắt mất miếng thịt khi cả hai không để ý. Cũng may là những chiếc máy ảnh đã chụp lại một vài bức ảnh. Mabel thấy quảng cáo về chiếc giỏ có thể giúp cô mang theo Waddles nên đã nhờ Grunkle Stan trông Waddles để cô chạy đi mua.
Tuy nhiên, vì Waddles quá nghịch ngợm, nên Grunglestan đã mang nó để ra ngoài sân. Không may, Waddles đã bị con quái vật khi nãy cắp đi mất. Bibble trở về nhà và hỏi Grunglestan rằng ông có để Waddles ở ngoài hay không, thì ông đã nói dối là không. Sau đó, tất cả lần theo dấu dây len trên áo của Waddles để đi tìm và cứu nó trở về. Lần theo dấu vết, tất cả đến được một căn nhà sâu trong rừng và tại đây họ gặp McGuckit và một cái hang rất sâu. Cả nhóm quyết định xuống dưới, theo dấu vết của sợi len. Bên dưới, khung cảnh giống như trong một mỏ than. Đi sâu vào trong thì họ thấy những con khủng long bị kẹt trong nhựa cây và có một con thằn lằn sống đã thoát được ra ngoài. Grunglestan vì hào hứng việc có thể biến đây thành bảo tàng để kiếm tiền nên đã nói rằng mình để Waddles ở ngoài sớm hơn. Điều này khiến cho Mabel vô cùng nổi giận. Source cũng nhanh nhỏ thu lại những sợi dây dấu vết khiến cả bọn không thể đi tiếp. Sau đó thì tất cả nổi đoá lên với nhau. Khi này con thằn lằn sấm xuất hiện và đuổi bắt cả 5 người. Rồi cả bọn phát hiện ra Waddles đang nằm trong tổ của con thằn lằn kia. Bên cạnh là một quả trứng khổng lồ. Waddles với Grunglestan không may bị rơi xuống vực. Quả trứng kia nở ra một con khủng long con và nuốt mất được các kid. Sau cùng, Grunglestan đã đứng lên, đánh tay đôi với con khủng long để cứu Waddles và tất cả chạy trốn được nhờ mạch nước phun trào. McGuckit cũng đã may mắn sống sót. Khi Dipper, Mabel và Grunglestan đang xem TV, đến chương trình của Gideon, thì mọi người phát hiện ra cậu ta đang tìm cách trộm chứng thư trong két sắt. Sau khi bị đuổi đi, Gideon lại mở quyển journal số 2 để lộ hình ảnh của một tên hình tam giác bí ẩn. Khi này, mọi người ở Mystery Shack vẫn đang xem TV, đột nhiên, Source la lên rằng bị tấn công bởi một con rơi. Grunglestan sai Dipper đi kiểm tra. Dù hằn học khó chịu, vì mình toàn bị sai vặt, nhưng cậu vẫn phải đi. Gideon đang ở trong bìa rừng và thực hiện một nghi lễ đặc biệt theo hướng dẫn của quyển journal số 2 thì bị Source và Mabel bắt gặp. Tên hình tam giác khi nãy được triệu hồi, hắn tự xưng tên mình là Bill Cipher. Sau cùng thì hắn và Gideon thực hiện giao kèo. Bill sẽ giúp Gideon lấy được mật khẩu két sắt và hắn sẽ nói yêu cầu của mình sau. Source và Mabel tức tốc chạy về Mystery Shack để cảnh báo. Không may, Bill Cipher đã thành công xâm nhập tâm trí của Grunglestan. Vì vậy, cả nhóm cũng phải thực hiện nghi lễ để đi vào đó và ngăn chặn tên Bill Cipher kia. Tâm trí của Grunglestan hiện lên là Mystery Shack nhưng không có màu sắc. Tại đây, cả bọn gặp tên Bill Cipher. Hắn biến ra hai anh chàng đẹp trai theo suy nghĩ của Mabel, xong bỏ đi tìm ký ức về mật mã két sắt. Bên trong đầu Grunglestan có rất nhiều cánh cửa, sau mỗi cánh cửa là một ký ức của ông. Có một cánh cửa có tên Dipper Memories. Dipper vì muốn biết lý do tại sao ông luôn đối xử khắc nghiệt với mình, cậu đã xem về ký ức lần cậu bị bắt đi trẻ củi. Grunglestan và Source ngồi nói chuyện với nhau và cậu nghe được những câu: thằng nhóc là kẻ thất bại, yếu đuối, là nỗi nhục của mẹ và chỉ muốn tống khứ nó đi. Những người còn lại tìm được cánh cửa chứa mật khẩu két sắt được ngụy trang dưới sàn nhà. Tên Bill khi này đang cải trang thành Source, nhanh tay lấy cánh cửa và bỏ đi. Trong khi hắn đọc mật khẩu cho Gideon, Mabel đã bắn cánh của nó xuống hố không đáy. Bill Cipher nổi điên và tấn công tất cả trên một sân đấu hình đầu của Grunglestan. Bill cùng lúc đi loanh quanh tìm lối ra, vô tình quay lại ký ức khi nãy và nghe được toàn bộ câu chuyện. Hóa ra Grunglestan nghiêm khắc với Dipper là vì muốn cậu trở nên mạnh mẽ. Còn những lời nói khi nãy là những lời ngày bé mà bản thân ông phải nhận. Cùng lúc, cậu bị Grunglestan trong tâm trí nhận ra và cậu biết ở nơi này cậu có thể làm mọi thứ. Dipper quay lại gặp những người còn lại và nói cho mọi người biết về những điều họ có thể làm được ở đây và đánh bại Bill Cipher. Khi tất cả quay lại thế giới thật, thì tên Gideon đã dùng thuốc nổ phá két, lấy được tờ chứng thư. Sau khi bị Gideon lấy mất Mystery Shack, Dipper, Mabel và Grunglestan phải đến ở nhờ nhà của Source. Hôm sau, họ cải trang đến tham dự buổi phát biểu của Gideon và biết được cậu ta muốn xây dựng trung tâm giải trí tại đây. Đêm hôm đó, Gideon nói cho cha mình về lý do hắn ta muốn Mystery Shack. Hóa ra, Gideon muốn tìm cuốn journal số 1 vì hắn nghĩ rằng như vậy sẽ có thể mở khóa được sức mạnh tối thượng. Và theo chỉ dẫn của cuốn journal số 2 thì nó đang ở gần Mystery Shack. Grunglestan vì không còn đủ khả năng chăm sóc Dipper và Mabel nên đã đặt vé xe cho cả hai về nhà với bố mẹ. Hai chị em thì vì không muốn rời đi nên đã tìm sự giúp đỡ của những tên thần lùn. Khi đến gặp Gideon, tất cả không ngờ rằng hắn ta biết điểm yếu của đám thần lùn này. Sau đó, Gideon ra lệnh để chúng khống chế Dipper và Mabel, lấy cuốn journal số 3 và bảo Dipper rằng không có quyển journal, cậu ta sẽ không là gì cả. Khi này, hai chị em quyết định nghe lời Grunglestan đi lên xe buýt để trở về nhà. Tên Gideon khi này mới phát hiện ra còn thiếu quyển journal số 1, nghĩ rằng Dipper biết nó đang ở đâu. Hắn đã leo lên con robot Gideon khổng lồ do một các kit chế tạo để đuổi theo hai chị em. Khi tên Gideon đuổi theo và bắt được Mabel, Dipper đã nhảy vào được bên trong con robot và đánh bại Gideon. Sau cùng, bí mật về việc hắn ta theo dõi mọi người trong thị trấn cũng lộ ra. Gideon bị tống vào tù.
Còn mọi người thì trở về Mystery Shack. Đêm đó, Rumpelstiltskin lại đi xuống căn hầm bí mật. Hóa ra, chính ông là người đang sở hữu cuốn journal số 1. Sau khi ghép 3 quyển với nhau, Rumpelstiltskin khởi động một cỗ máy bí ẩn. Sau khi cỗ máy được khởi động, trọng lực thay đổi và một xung điện từ lớn được phát ra, thu hút sự chú ý của chính phủ. Hôm sau, trong buổi lễ tái ra mắt Mystery Shack, hai người mặc đồ đen đến để điều tra về những hiện tượng bí ẩn trong thị trấn. Điều này khiến Dipper rất hào hứng vì cậu luôn muốn chia sẻ những điều kỳ lạ đã xảy ra ở Gravity Falls, nhưng Rumpelstiltskin đã ngăn lại. Tối hôm đó, một buổi tiệc mang phong cách rùng rợn bí ẩn được tổ chức tại Mystery Shack. Dipper tranh thủ lẻn vào phòng của Rumpelstiltskin để lấy lại tấm bưu thiếp của hai người lúc sáng. Sau đó, cậu liên lạc với họ và muốn cho họ xem quyển journal số 3, nhưng đã bị Rumpelstiltskin phát hiện. Hai người khi sáng, sau khi nhận được cuộc gọi thì đã quay lại Mystery Shack. Nhưng khi xem qua cuốn nhật ký, họ đã không tin và bỏ đi. Dipper vì muốn chứng minh đã thực hiện câu thần chú triệu hồi zombie. Sau đó, hàng trăm con zombie xuất hiện từ dưới mặt đất và bắt mất hai ông đặc vụ. Dipper chạy về bữa tiệc để cảnh báo cho mọi người, song lũ zombie cũng đã kéo đến đây. Không may, Sauce bị zombie cắn và cũng biến thành zombie. Rumpelstiltskin khi này đang ở dưới căn hầm bí mật của mình, nhận thấy lũ trẻ đang gặp nguy hiểm, đã kịp thời để giải cứu trong gang tấc. Sau khi trốn lên căn gác, nhờ ánh đèn tia UV, những thông tin được viết bằng mực tàng hình ẩn trong mỗi trang của quyển journal hiện lên. Để tiêu diệt được lũ zombie thì cần thực hiện một bản hợp ca 3 phần. Cả ba lên mái nhà và cùng nhau hát. Chính nhờ vậy toàn bộ lũ zombie đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Sauce vẫn còn là zombie, nhưng may mắn là vẫn có cách chữa trị. Hai ông đặc vụ khi nãy cũng đã sống sót, mặc dù bị lũ zombie bắt đi. Hôm sau, trong lúc Rumpelstiltskin sửa chữa Mystery Shack, thì nhóm Dipper, Mabel, Wendy và Sauce đi tìm hiểu về một địa điểm bí ẩn bên dưới cái cây mà Dipper đã tìm ra quyển journal số 3. Sau khi Wendy đẩy một cần gạt, một hệ thống cầu thang dẫn xuống lòng đất xuất hiện. Dưới này là rất nhiều dự trữ, có thể tiếp tế cho tới 60 năm vũ khí. Wendy phát hiện ra một đường hầm bí mật giấu sau tấm bản đồ Gravity Falls. Cả bọn bị dẫn đến một căn phòng và phải sử dụng trí tuệ để thoát ra, tựa như Escape Room. Cả bọn đến một căn phòng có nhiều thiết bị điều khiển kỳ lạ. Sau đó, Dipper và Wendy bị đẩy đến một căn phòng kinh dị hơn rất nhiều. Cả bọn bị một con quái vật truy đuổi nhưng được một ông lão giải cứu. Sau đó, cả hai phát hiện ra ông lão đó thật ra là một con quái vật có khả năng biến hình. Trong lúc chạy trốn, họ tái hợp với nhóm Sauce và Mabel. Con quái vật tiếp tục xuất hiện. Nó biến thành Mabel, rồi sau đó biến thành Wendy. Nhưng Dipper vẫn nhận ra được và đánh bại nó, rồi đẩy nó trở lại bùng đông lạnh. Sau cùng, Dipper thổ lộ tình cảm với Wendy nhưng không được đáp lại. Sauce cũng cầm theo lên được một chiếc máy tính bí ẩn. Hôm sau đó, Mabel thông báo với mọi người về việc cô được lên báo. Xong, cô bạn khó ưa Pacifica cũng đã dùng tiền để giành lấy vị trí đó. Để an ủi, tất cả cùng nhau đến khu vui chơi lâu đài Pathard để thư giãn vui chơi. Tại đây, Mabel thể hiện khả năng chơi golf thiên tài của mình. Tuy nhiên, khi thực hiện cú hole in one để phá kỷ lục của chính mình thì lại thất bại. Tuy nhiên, có một người lại thực hiện thành công được nó, không ai khác là Pacifica. Tức giận vì bị chế giễu, Mabel thách đấu Pacifica trong một trận đấu golf. Cả hai hẹn nhau tại sân golf lúc nửa đêm. Để giúp tăng khả năng chiến thắng của Mabel, nhóm Dipper, Sauce và Rumpelstiltskin đã đưa cô đột nhập vào Pathard sớm hơn để cô bé có thể luyện tập. Trong lúc đang tập luyện, Dipper và Mabel phát hiện ra những Lilliputians đang điều khiển những quả bóng bên trong lâu đài. Ngoài ra, mỗi lâu đài đều có những hội Lilliputians riêng và họ luôn đấu đá lẫn nhau. Hiểu ra được điều này, Mabel quyết định ra điều kiện rằng nếu lâu đài nào trong số họ giúp Mabel giành chiến thắng trước Pacifica thì sẽ nhận được miếng dán You the Best. Pacifica đến và trận đấu diễn ra. Và nhờ sự giúp đỡ của các Lilliputians, Mabel dễ dàng giành được lợi thế. Song vì tỏ ra thân thiết với đội thợ mỏ, bên người Hà Lan thấy vậy và ghen tị. Chúng quyết định bắt cóc Pacifica thủ tiêu để Mabel chiến thắng. Nhận thấy không có cách hòa giải những tên Lilliputians này, Mabel bỏ miếng dán vào miệng và nhai nuốt luôn. Trớ trêu là trí thông minh của những tên Lilliputians có hạn, chúng lại nghĩ là hợp tác cùng nhau để có thể mổ bụng Mabel và lấy ra miếng dán. Khi này, Mabel và Dipper giải cứu Pacifica, phá vòng vây của lũ Lilliputians và chạy ra ngoài. Tất cả lên xe của Rumpelstiltskin chạy khỏi nơi đó và cho Pacifica đi nhờ về nhà. Mối quan hệ giữa Mabel và Pacifica cũng trở nên dễ chịu hơn. Hôm sau, Dipper và Mabel đang cùng nhau khởi động cỗ máy hôm trước được Sauce mang về từ căn hầm bí ẩn nhưng lại cần mật khẩu mới có thể truy cập. Khi này thì Mabel phải lòng anh chàng múa rối gần đó. Cô Monman đến bắt chuyện làm quen và để lấy lòng anh chàng, Mabel đã nói rằng mình cũng rất yêu quý những con rối, chuẩn bị có một buổi biểu diễn rối riêng. Sau đó thì cô nhờ Dipper phụ giúp mình. Khi mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn rối của Mabel,
Dipper vẫn chăm chỉ tranh thủ thử các mật khẩu cho chiếc máy. Vào đêm hôm ấy, Bill Cipher xuất hiện và gạ gẫm Dipper cho một thỏa thuận. Hắn cho cậu gợi ý mật khẩu và cậu phải giúp đỡ hắn. Dipper mang chuyện này kể cho Mabel, nhưng cô bé đang bận rộn việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Vì đã thử pass nhiều lần, chiếc máy tính sẽ tự xóa dữ liệu trong vòng 5 phút. Và không có cách nào khác, Dipper phải giao kèo với Bill Cipher. Hắn kéo linh hồn cậu ra ngoài, rồi nhập và cải trang thành Dipper, sau đó thì đập nát chiếc máy tính. Trong hình dạng của Dipper, Bill đến buổi biểu diễn. Dipper cũng theo vào phòng thay đồ để sử dụng con rối để báo ngay cho Mabel về Bill. Mabel quyết định để Dipper thay mình biểu diễn, còn bản thân thì đi lấy cuốn journal số 3. Tuy nhiên, Bill đã phát hiện ra và tranh giành với Mabel khi đang trong cơ thể của Dipper. Cuối cùng, vì cơ thể của Dipper đã rất yếu, vì thiếu ngủ và suy nhược do thức đêm tìm mật khẩu máy tính, nó đã gục ngã và khiến Bill bị bật ra ngoài. Nhân cơ hội đó, Dipper nhập trở lại cơ thể của mình. Để cho Bill không thể lộng hành thông qua những con rối, Mabel đành đau lòng cho nổ hết tất cả và khiến buổi biểu diễn thất bại. Một ngày như thường lệ, Sus hoàn thành công việc ở Mr. Richard và trở về nhà. Khi đang chơi game, anh nhận được thư mời cưới của người anh họ Reggie. Lúc này, mẹ anh cũng nhắc anh về việc cần phải cưới vợ. Hôm sau đi làm, Sus cố gắng thử làm quen với những cô gái đến mua hàng ở Mr. Richard, nhưng chỉ dọa họ bỏ chạy. Hiểu ra vấn đề của Sus, chị em Dipper và Mabel đã đưa anh đến trung tâm thương mại để tìm đối tượng, nhưng mà tất cả đều thất bại. Khi này, Uncle Stan cũng đến một cửa hàng với rất nhiều mô hình viết ca hát kiếm tiền, khiến ông muốn sở hữu nó. Sus không may gặp anh họ Reggie của mình khi đang đi chơi cùng bạn gái, liền chạy trốn vào trong một cửa hàng cho thuê băng đĩa. Tại đây, anh bắt gặp chiếc đĩa Romance Academy và quyết định thuê nó với mong muốn nó có thể giúp mình học được cách tán gái. Về nhà và mở đĩa game lên, đột nhiên cô gái Tiffany trong trò chơi như đang thực sự nói chuyện với Sus. Trước đó, anh đã quên cắm dây điện máy tính, chứng tỏ đĩa game này không bình thường. Hôm sau, Sus không đi làm, Dipper và Mabel đến tận nhà để xem tình hình, nhìn thấy anh ấy vẫn đang tập trung vào trò chơi hẹn hò. Khi Dipper kéo Sus ra khỏi phòng đến trung tâm mua sắm, nhân vật Tiffany cũng thoát ra theo đường điện để đi theo họ. Tại trung tâm mua sắm, Sus vì đã quá quen với hẹn hò trên game mà không thể giao tiếp với người thật, anh hoảng loạn bỏ chạy và nhận ra Tiffany đang xuất hiện trên màn hình TV trong cửa hàng. Khi này, cô tiết lộ rằng mình là một trò chơi đặc biệt và đã từng tiêu diệt những người từng có ý định xóa bỏ cô. Sau đó, Sus đến một tiệm trò chơi để chơi cùng với Tiffany. Khi chiếc xe đu yêu cầu thêm tiền, Sus được một cô gái bắt chuyện, cô ấy là Melody, nhân viên bán thịt tại một tiệm ở gần đó. Sus và cô ấy có vẻ hợp nhau khi họ có thể trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tối hôm ấy, Sus quyết định mang chiếc đĩa game kia trả lại cho cửa hàng. Điều này đã khiến cho Tiffany nổi điên. Trong khi Sus đi hẹn hò với Melody, thì Uncle Stan cũng tìm cách đột nhập vào cửa hàng kia để lấy trộm con robot. Tiffany nhập vào những con robot đó để tấn công mọi người. Sau cùng, Sus quyết định tiêu hủy chiếc đĩa khiến Tiffany biến mất hoàn toàn. Sau đó, Sus biết được Melody sắp về Portland. Khi này thì cả hai quyết định hẹn hò và giữ liên lạc với nhau thông qua chat video. Ít ngày sau đó, Uncle Stan cùng hai chị em Dipper và Mabel đến một hội chợ những món đồ kinh dị. Khi này, Uncle Stan đã tháo được một chiếc đồng hồ của một phụ thủy già bí ẩn. Sáng hôm sau khi thức dậy, hai cánh tay của ông đã biến mất. Khi nhìn vào mặt đồng hồ, hình ảnh ba phù thủy kia hiện lên và yêu cầu ông trả đồng hồ lại. Ban đầu còn ngoan cố, nhưng sau khi cảm thấy quá bất tiện và phiền toái khi không có tay, thì Uncle Stan, Mabel và Dipper đã cùng nhau đến hang động nơi ở của ba phù thủy để trả lại chiếc đồng hồ đó. Ở đây, họ bị rất nhiều bàn tay tấn công, nhưng rồi ba phù thủy xuất hiện. Bà than phiền rằng cảm thấy cô đơn và muốn giữ tay mọi người làm con tin để họ đến và hẹn hò với bà. Mabel, Dipper và Uncle Stan cùng sự giúp đỡ của những chiếc tay đã trang hoàng lại ngôi nhà cho bà phù thủy để bà có một nơi mời bạn bè đến mà họ không bị hoảng sợ. Sau cùng, bà ta trả lại cánh tay cho Uncle Stan và mời được một anh chàng leo núi bị lạc trở về nhà. Ít lâu sau, khi Dipper tìm cách giải một chiếc hộp trí tuệ nhưng mãi không thành công, sử dụng quyển journal số 3, cậu phát hiện ra có một loại nấm có khả năng nâng cao sức mạnh trí óc, chỉ cần dã ra và bôi lên trán là được. Tuy nhiên, Waddles lại ngửi thấy và ăn hết toàn bộ chỗ nấm đó. Sáng hôm sau, Waddles đã chế tạo ra một cỗ máy giúp nó có thể giao tiếp với con người. Sau đấy thì Waddles cùng với Dipper đã chế tạo và nghiên cứu nhiều thứ rất có ích. Cả hai đã cùng thiết kế một cỗ máy có khả năng thúc đẩy trí thông minh. Nhưng lúc này, Waddles nhận ra rằng mình cần trở về như trước kia, bên cạnh Mabel, nên đã đảo ngược cỗ máy và trở lại là một chú lợn như bình thường. Thời gian sau đó, khi mọi người đang xem TV và đến một bộ phim theo phong cách stop motion, thì Mabel bỗng dưng sợ hãi và nhảy vào giỏ quần áo. Hóa ra từ bé, Mabel đã sợ những bộ phim theo phong cách này.
tất cả quyết định sẽ đưa Mabel đến nhà người làm ra bộ phim để cô bé thấy thật ra nó không hề đáng sợ. Tuy nhiên khi đến đây, cả nhóm bị tấn công bởi những con quái vật stop motion khổng lồ. Hóa ra, ông đạo diễn đã sử dụng những con rối bị ám để làm phim, xong đã bị chúng phản bội và bắt giữ. Còn mỗi Mabel là chưa bị bắt, và cô bé đã đứng lên, nặn lại lũ quái vật đất sét kia và giải cứu mọi người. Sau cùng thì bản thân Mabel cũng không còn sợ những bộ phim stop motion nữa. Một nhóm người bí ẩn xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ kín đầu với ký hiệu biểu tượng là con mắt bị gạch chéo. Họ bắt cóc bà Lazy sau khi bà nhìn thấy những tên thần lùn. Lúc này, Dipper và Mabel tìm thấy một ký hiệu trên chiếc laptop đã hỏng, có ghi McCarkey Labs. Họ nhận ra chiếc laptop này thuộc về ông McCarkey. Sau khi sâu chuỗi các manh mối lại với nhau, Dipper nghi ngờ rằng ông là người viết quyển sách đó. Dipper dẫn mọi người đến gặp ông lão McCarkey. Tại đây, chúng ta biết được rằng có một tổ chức bí ẩn đã xóa đi ký ức của ông. Theo những manh mối còn sót lại, cả nhóm đến bảo tàng lịch sử, nơi mà cuối cùng ông còn nhớ để điều tra. Khi đến bảo tàng, Dipper cùng mọi người phát hiện ra nhóm người bí ẩn đang sử dụng thiết bị Memory Gun để xóa ký ức của bà Lazy. Cả nhóm tiến hành đột nhập để lấy trộm Memory Gun và ký ức của ông McCarkey. Không may, hệ thống báo động kêu lên khiến mọi người kia phát hiện và bắt trói cả nhóm. Hóa ra những người bí ẩn này chính là những người dân trong thị trấn. Không chỉ riêng nhóm Dipper, mọi người dân ở Gravity Falls cũng thường xuyên gặp những hiện tượng siêu nhiên. Và để có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc và vô tư, một nhóm có tên Society of the Blind Eye được thành lập. Họ sử dụng Memory Gun để xóa những ký ức đáng sợ của mọi người. Ngay khi những gã này chuẩn bị xóa trí nhớ của cả nhóm, thì McCarkey lao ra giải cứu. Sau một hồi tranh giành đuổi bắt, những tên trong Society of the Blind Eye cũng bị khống chế. Dipper sử dụng Memory Gun để xóa hết ký ức của những người này về Society of the Blind Eye. Từ đó, họ lại trở thành những công dân bình thường của Gravity Falls. Ký ức của McCarkey khi này cũng được tiết lộ. Hóa ra, ông là người đã chế tạo Memory Gun. Trước đây, ông là trợ lý cho tác giả của cuốn nhật ký mà Dipper đang cầm. Việc ông trở nên như vậy là do đã sử dụng Memory Gun lên bản thân quá nhiều lần. Cùng lúc đó, chúng ta thấy Grungle Stan đang cố gắng khởi động cỗ máy bí ẩn bên dưới Mr. Richard. Ở tương lai, anh chàng Blandin đang chạy trốn khỏi những cảnh sát thời gian. Khi bị bắt, anh ta yêu cầu cho một trận Glockner, hay có thể hiểu đây là một trận chiến để quyết định số phận với Dipper và Mabel. Quay trở lại hiện tại, Dipper và Mabel nhận ra hôm nay là ngày sinh nhật của Sus. Họ quyết định sẽ tổ chức cho Sus một bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ. Song có lẽ Sus không vui lắm và đã đi về ngay sau đó. Lúc này, Grungle Stan và Wendy mới nói cho Dipper và Mabel biết rằng Sus không thích sinh nhật của mình. Cả bọn lại đưa Sus đến một trung tâm trò chơi để chơi trò laser tag. Nhưng khi Dipper và Mabel đi vào, họ lại bị đưa đến nơi của những cảnh sát thời gian. Sau khi nghe về việc mình phải tham gia trận đấu Glockner, cả hai lấy trộm đai lưng thời gian của cảnh sát và chạy trốn. Họ quay về Gravity Falls 10 năm trước trong quá khứ để chạy trốn. Ở đây, họ đã vô tình phát hiện ra lý do Sus không thích ngày sinh nhật của mình là bởi vì cha của cậu luôn thất hứa việc sẽ về thăm. Sau khi biết được chiến thắng trong trận đấu sẽ có được điều ước thời gian, hai chị em quyết định sẽ tham gia. Trận đấu diễn ra dưới sự chủ trì của Tam Baby và sự theo dõi của rất nhiều khán giả. Qua nhiều trò chơi khác nhau, điểm số đang cân bằng là 764 và 763. Trận chiến cuối cùng là trò chơi Laser Tag. Và ngay khi trò chơi vừa bắt đầu thì Mabel đã lên chạm được vào quả cầu và chiến thắng. Mabel và Dipper khi được quyết định số phận của Blandin đã yêu cầu cho anh ta khôi phục vị trí công việc và một mái tóc mới. Điều ước thời gian hai người để lại cho Sus là để anh có thể gặp cha mình. Tuy nhiên thì Sus lại ước sự chữa lành cho Dipper và Mabel khi thấy họ tả tơi và nhận ra rằng đây mới là những người thực sự quan tâm đến mình. Khi Dipper và Mabel đang đi chơi cùng với nhóm bạn của Wendy, họ phát hiện ra một âm thanh lạ dưới một cái hố. Hóa ra, Robbie đang ở dưới đó và đau khổ sau khi chia tay Wendy. Mabel muốn giúp nên tìm đến nhà của Robbie. Thì ra, bố mẹ anh ta làm việc tại Nghĩa Trang và anh ta đang tự nhốt mình trong phòng. Khi này, Mabel xác định được đối tượng phù hợp nhất là Tempe, cô gái tóc tím chung nhóm với Wendy. Mabel đã sắp xếp cho họ một cuộc hẹn, nhưng có lẽ hơi khó để họ có thể thành đôi. Vì vậy, cô đã lấy trộm bột ghép đôi của thần tình yêu và khiến họ trở thành một cặp. Tuy nhiên, điều này đã gây chia rẽ trong nhóm bạn của Wendy, khi hai anh chàng còn lại trong nhóm cũng thích Tempe. Đồng thời, Wendy cũng không vui khi cô bạn thân mình đi yêu người yêu cũ của mình. Do đó, nhóm bạn này tan vỡ. Lúc này, Grungle Stan định làm một khinh khí cầu để thu hút sự chú ý và thể hiện rằng mình yêu quý lũ trẻ. Song nó lại trở nên đáng sợ khiến tất cả chạy tán loạn. Mabel vì muốn hàn gắn lại nhóm bạn, đã rất cố gắng lấy được lọ thuốc chia rẽ của thần tình yêu để chia cắt Robbie và Tempe. Tuy nhiên, sau khi nhận ra Robbie đã thực sự hạnh phúc và nhóm bạn cũng dần nguôi ngoai và quay trở lại với nhau, thì cô bé đã thay đổi ý định. Mọi thứ cũng dần trở về như cũ. Gia đình Northwest chuẩn bị tổ chức bữa tiệc thường niên ở dinh thự
nhưng bị thế lực siêu nhiên quấy rầy. Do đó, họ quyết định đi đến tìm nhờ Dipper giải quyết. Vì muốn cho những người bạn của mình là Candy và Brenda được đến tham dự bữa tiệc đó, nên Mabel đã thuyết phục Dipper đồng ý. Đến nơi, trong khi Mabel, Brenda và Candy ngắm nghía mọi thứ và xem danh sách khách mời, thì Dipper đi tìm xung quanh ngôi nhà. Cậu phát hiện ra ngôi nhà bị một con ma trong bức họa ám vì những tội lỗi xa xưa của gia đình Northwest. Chỉ có hai cách để khắc chế nó là cầu xin sự tha thứ hoặc nhốt nó trong một chiếc gương. Trong lúc chạy trốn vì không muốn làm hỏng tấm thảm yêu quý của cha mẹ, thì Pacifica đã giằng co với Dipper, khiến cả hai lạc vào một căn phòng bí mật. Tại đây có một chiếc gương bạc, và nhờ đó họ đã nhốt được con ma vào trong. Dipper khi rời đi đã nói chuyện với con ma và biết được rằng ngày xưa gia đình Northwest đã lừa những người thợ xây dựng ngôi biệt thự với lời hứa sẽ mời cả thị trấn đến bữa tiệc. Xong, đến khi hoàn thành, họ lại từ chối cho người dân vào mà chỉ mời những vị khách quý tộc. Khi này, nước lũ cuốn qua khiến ông thợ mộc này chết. Và vì thế, ông đã quyết định ở đây để ám căn biệt thự này. Dipper quay lại danh thự nhà Northwest để yêu cầu lời giải thích nhưng đã bị đuổi ra. Tuy nhiên, cậu vẫn quyết định trục xuất hồn ma vì nó có thể gây nguy hiểm cho Mabel và các bạn ở đó. Thế nhưng, Dipper bị con ma lừa làm vỡ tấm gương và nó được giải thoát rồi quay lại quấy phá bữa tiệc. Mabel và các bạn khi này đang lên kế hoạch để tán tỉnh một vị công tước mà không biết mối nguy hiểm đang đến gần. Con ma xuất hiện, biến mọi người trong bữa tiệc thành gỗ và khiến cho những con vật trưng bày trong nhà sống dậy và tấn công tất cả. Dipper tìm thấy Pacifica trong căn phòng bí mật. Khi này, cô ấy đang rất buồn vì phát hiện ra những bí mật xấu xí của gia đình mình. Sau khi Dipper bị biến thành gỗ, Pacifica quyết định sẽ mở cửa cho mọi người dân trong thị trấn vào tham dự bữa tiệc, bất chấp lời cấm cản của cha mẹ. Ân oán đã được hóa giải, con ma biến mất và mọi người trở lại bình thường. Khi này, anh chàng công tước đi đến và ngỏ lời muốn làm quen với Brenda. Dipper định xả stress với bữa tiệc, nhưng một các kid tới với chiếc laptop đã sửa xong và nó đang đếm ngược, báo hiệu một chuyện kinh khủng nào đó sắp sửa diễn ra. Khi này, tại Mystery Shack, Grunkle Stan tiến hành khởi động cỗ máy bí ẩn một lần nữa. Đồng hồ trên chiếc máy bắt đầu đếm ngược. Sáng hôm sau khi chơi đùa cùng với hai chị em Mabel và Dipper, Grunkle Stan định nói gì đó với cả hai. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị đặc vụ của chính phủ đến bắt đi vì nghi ngờ ông đang thực hiện thí nghiệm nguy hiểm. Trước khi đi, ông gọi điện nhờ Sus phải bảo vệ chiếc máy bán nước tự động bằng mọi giá. Hai chị em Mabel và Dipper khi đang bị đưa đi đã trốn thoát được và quay trở về Mystery Shack để tìm hiểu sự thật nhằm minh oan cho bác của mình. Sau khi xem lại cuộn băng camera, hai chị em thấy rằng chính Grunkle Stan là người đã ăn trộm những chất thải phóng xạ, đúng như lời những đặc vụ đã nói. Cả hai còn tìm thấy rất nhiều giấy tờ giả của Grunkle Stan và người thực sự mang tên Stan Pies, cái tên Grunkle Stan đang sử dụng đã chết. Cả hai nghi ngờ chính ông đã hại Stan Pies thật và cướp danh tính. Khi này, hai chị em tìm thấy một dòng mật khẩu kỳ lạ và nhận ra nó là mật khẩu của cánh cửa bí mật ở máy bán nước tự động. Grunkle Stan tận dụng cơ hội khi trọng lực bị thay đổi, đã chạy trốn được khỏi những tay đặc vụ để chạy về Mystery Shack. Còn hai chị em Dipper và Mabel, sau khi vượt qua được sự ngăn cản của Sus, đã vào được căn hầm bí mật. Dipper nhìn thấy hai quyển journal số 1 và số 2 ở đây, nên nghĩ rằng Grunkle Stan đã lấy trộm nó từ tác giả. Khi cậu chuẩn bị tắt cỗ máy, thì Grunkle Stan xuất hiện và ngăn cản. Trọng lực lại biến đổi, khiến cho chỉ còn Mabel ở cạnh nút bấm tắt cỗ máy. Cuối cùng thì Mabel chọn tin Grunkle Stan. Cánh cửa được mở ra, và từ trong đó, một người nhìn giống như Grunkle Stan bước ra. Người này có 6 ngón tay, chứng tỏ ông chính là chủ nhân của những quyển journal. Người đàn ông kia bước ra và đánh Grunkle Stan vì không nghe theo lời cảnh báo của ông mà tái khởi động cánh cổng. Khi này, cả hai mới kể lại quá khứ. Họ là hai anh em sinh đôi. Từ bé, họ đã rất thân thiết với nhau và có cùng ước mơ là sẽ chinh phục đại dương. Tuy nhiên, cả hai lại có sự khác biệt rất lớn. Stanford có 6 ngón tay và rất thông minh, trong khi Stanley lại hiếu động và nghịch ngợm. Khi cả hai học trung học thì một biến cố đã xảy đến. Nhà trường muốn Stanford trình bày nghiên cứu của mình để có thể đậu vào ngôi trường West Coast Tech hàng đầu. Buồn bực về việc có thể phải rời xa người em trai, Stanley đã vô tình làm hư hỏng cỗ máy, khiến Stanford mất cơ hội vào ngôi trường mơ ước. Do đó, ông bị đuổi ra khỏi nhà. Khi này, Stanley phiêu bạt khắp nơi, làm nghề buôn bán lừa đảo, vào tù ra tội nhiều lần. Sau cùng thì trôi dạt đến Gravity Falls. Lúc này, Stanley vào học tại trường Peckham Small. Nhờ vào tài năng của mình, ông đã trở thành tiến sĩ. Ông phát hiện ra ở Gravity Falls thường xuyên xuất hiện những hiện tượng lạ, nên cũng đến đây để nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu ở đây, Stanford đã viết ra những quyển journal. Để có người nghiên cứu cùng mình, thì ông đã liên lạc với Fielderford, hay chính là ông già McCarkey lúc trẻ để hợp tác. Họ chế tạo thành công cánh cổng và sau khi nhìn thấy những thứ ở sau nó, Fielderford đã từ bỏ dự án, cố gắng chế tạo và sử dụng memory gun lên người mình để có thể quên đi.
hậu quả là ông trở thành như bây giờ. Và vì cần một người có thể tin tưởng, Stanford đã liên lạc đến ông anh của mình là Stanley và nhờ anh ta giấu quyển journal số 1 sau khi tự mình giấu đi hai quyển còn lại để không ai có thể mở được cánh cổng nữa. Khi này cả hai cãi vã nhau và vô tình khởi động cánh cổng khiến Stanford bị cuốn vào trong. Còn Stanley khi này thì tìm mọi cách để mở lại cánh cổng nhưng vì không có hai quyển journal còn lại nên không thể mở ra được. Khi ông xuống thị trấn mua đồ ăn thì mọi người nghĩ ông là Stanford và rất tò mò về những thứ bí ẩn trong ngôi nhà của ông. Chính vì vậy, Stanley đã sống dưới tên em trai của mình và mở Mr. V-Shack để kiếm sống, đồng thời truy tìm hai quyển journal còn lại để có thể mở cánh cổng đưa em trai trở về. Khi này, những tay đặc vụ chính phủ phát hiện ra và định xuống để bắt Grunkle Stan thay Stanley. Stanford từ lúc này sẽ được gọi là Grunkle Ford, sử dụng Memory Gun cải tiến để xóa trí nhớ của những tay đặc vụ đó và giúp cho Grunkle Stan thoát tội. Cuộc sống dần trở lại bình thường, Grunkle Ford vẫn tiếp tục công cuộc khám phá những bí ẩn của mình bên dưới hầm bí mật. Tipper mua được trò chơi Dungeons and More Dungeons và muốn chơi nó cùng với Mabel. Song trò chơi này cần phải sử dụng trí óc quá nhiều và có vẻ nó không hợp với cô bé. Khi đang một mình chơi trò chơi thì Tipper bị ngã xuống hầm, nơi mà Grunkle Ford làm việc. Hóa ra ông ấy cũng rất thích trò chơi này. Grunkle Ford cho Tipper xem một con xúc sắc đặc biệt. Đó là một con xúc sắc vô cực mặt và có phép thuật. Tipper và Grunkle Ford đam mê trò chơi này đến nỗi họ chơi nó ở khắp nơi trong nhà. Điều này khiến Grunkle Stan không vui và vô tình thảy con xúc sắc ma thuật kia. Điều này khiến cho những con quái vật và phù thủy trong trò chơi Dungeons and More Dungeons xuất hiện bên ngoài thực tế. Hắn bắt cóc Tipper và Grunkle Ford trong một trò chơi tối thượng. Grunkle Stan, Mabel, Brenda và Candy khi này đi vào rừng để tìm cách giải cứu cho hai người kia. Tên phù thủy thách đấu ba người họ trong một trận Dungeons and More Dungeons và nếu họ thắng thì hắn sẽ thả hai người ra, còn nếu không thì hắn sẽ ăn não họ. Bằng cách sử dụng trí tưởng tượng, phe của Grunkle Stan giành được nhiều lợi thế. Tuy nhiên, tên phù thủy triệu hồi một con quái vật khổng lồ gớm ghiếc và để chiến thắng, cần phải thảy được con số 38 hoàn hảo. Grunkle Stan đã sử dụng may mắn và thủ thuật của mình để thảy ra được con số đó và giành được chiến thắng. Khi về đến nhà, Grunkle Ford cất con xúc sắc ma thuật vào tủ và tiết lộ cho Tipper về quả cầu chứa đựng vết nứt liên triều. Ít hôm sau, Grunkle Stan thức dậy và nghe được tin rằng vị thị trưởng đáng kính đã qua đời. Lúc này thì thị trấn cần một thị trưởng mới. Trong buổi họp bầu thị trưởng, Wood, cha của Gideon đã đứng lên ứng cử và vì không muốn ông ta đắc cử, Grunkle Stan cũng đã tự mình ứng cử để trở thành thị trưởng. Chiến dịch tranh cử bắt đầu. Tuy nhiên vì không có khả năng ăn nói nên Grunkle Stan không nhận được sự ủng hộ. Và để giúp ông, Tipper và Mabel đã mượn chiếc cà vạt có thể điều khiển người khác của Grunkle Ford để giúp cho Grunkle Stan. Nhờ đó, số người ủng hộ ông ngày một tăng lên. Trước buổi phát biểu quan trọng để giành phiếu bầu, Grunkle Stan không chịu đeo chiếc cà vạt và muốn ăn mặc theo cách mà mình muốn. Khi này thì Grunkle Stan nổi giận và bảo muốn chiến thắng bằng sức của mình, sau đó thì bỏ đi. Trong buổi phát biểu này, Tipper và Mabel quyết định điều khiển Sus tham gia để giảm khả năng Wood có thể thắng cử và thả tự do cho Gideon. Lúc này thì Gideon cũng đang điều khiển cha mình nên đã giành được không ít sự ủng hộ. Hắn bắt cóc Tipper và Mabel và nhốt cả hai trong bức tượng ngài thị trưởng. Grunkle Stan khi nhìn thấy hai đứa cháu gặp nguy hiểm liền bỏ qua việc tranh cử và mạo hiểm cứu hai đứa trẻ. Điều này lại khiến cho ông nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân. Tuy nhiên vì nhiều tiền án trước đây nên Grunkle Stan cũng không được đắc cử. Như vậy, ông Tyler Q. Biker trở thành thị trưởng. Ở trong tù, Gideon một lần nữa triệu hồi Bill Cipher để thực hiện giao kèo. Trong giấc mơ của mình, Grunkle Stan gặp lại Bill Cipher và nhờ đó, ta biết được ông từng có giao kèo với Bill và hắn sắp trở lại. Sau đó, ông lo lắng rằng Bill sẽ tìm cách tấn công ông, nên ông đã tạo ra một bùa chú bảo vệ căn nhà khỏi sự xâm phạm của Bill Cipher bằng tóc của loài kỳ lân. Khi này, Mabel nhận nhiệm vụ đi lấy nó cùng với hội chị em. Trong khi đó, Tipper và Grunkle Stan xuống căn phòng bí mật của ông. Khi này, để giúp Tipper chống lại sự xâm nhập tâm trí của Bill Cipher, Grunkle Ford đã sử dụng thiết bị có tên Project Mentor. Thiết bị này có chức năng quét ký ức của con người và mã hóa chúng để Bill không thể xâm nhập. Tipper vì tò mò nên đã xem tâm trí của Grunkle Ford và thấy ông đã từng giao kèo với Bill. Nghi ngờ rằng Grunkle Ford đang bị Bill điều khiển, cậu ta đã dùng Memory Gun để bắn Grunkle Ford nhưng bị mảnh kim loại trong đầu ông phản lại. Sau đó, ông kể cho Tipper nghe về việc mình tìm thấy những thông tin về Bill Cipher và đã bị hắn dụ dỗ làm cánh cổng dẫn đường cho hắn cùng các con quái vật khác tới thế giới của loài người. Còn về phần nhóm của Mabel, khi đến gặp con kỳ lân, khi hỏi xin tóc của nó, thì nó nói Mabel không có trái tim nhân hậu. Không bỏ cuộc, cô đã cùng với các bạn đi làm 1000 việc tốt. Song khi trở lại, vẫn không được con kỳ lân công nhận. Khi này, Mabel nản chí. Wendy cùng Brenda và Candy đến gặp đám thần lùn và được chúng chỉ cho một loại bột ma thuật,
có thể làm kỳ lân bất tỉnh, nhưng cần đổi bằng bươm bướm, và trong rừng, việc này là phạm pháp. Sau khi lừa lấy được bột tiên, cả nhóm cũng báo cảnh sát, bắt luôn tên buôn bột tiên kia. Sau cùng, khi làm cho con kỳ lân bất tỉnh, Mabel không muốn dùng cách này để lấy được tóc của nó. Con kỳ lân tỉnh dậy và nổi giận, cùng lúc đám bạn của nó tới và nói vụ trái tim nhân hậu chỉ là một trò đùa. Mabel nổi điên và cùng hội chị em lao vào quyết chiến với đám kỳ lân và lấy được tóc của chúng mang về. Uncle Stan sử dụng những sợi tóc đó để bảo vệ xung quanh căn nhà, nhưng tất cả đang bị Bill theo dõi. Hai chị em Dipper, Mabel cùng Sus, Wenda và Candy tham gia buổi dã ngoại hay thực tế là đi trả thù những đối thủ cạnh tranh của Mr. Richard. Khi này, Mabel phát hiện ra Dipper vẫn còn tình cảm với Wendy. Chính vì vậy, cô bé khuyên em trai nên tìm kiếm một mối quan hệ mới trong chuyến đi này. Cả nhóm đầu tiên đến pháo quả bóng len khổng lồ Yenball của bà Odigan. Tại đây, Dipper thử làm quen với một cô gái nhưng bị từ chối thẳng thừng vì sự lúng túng của mình. Tiếp theo, cả bọn đến ngôi nhà bị lộn ngược. Nhờ vào lời khuyên trước đó của Uncle Stan, Dipper đã thành công xin số một cô gái. Cả bọn tháo chạy sau khi khiến ngôi nhà không còn lộn ngược nữa. Cứ như vậy, Uncle Stan đưa mọi người đến mê cung ngô để thả sâu bọ. Không may, Sus bị bỏ quên lại. Tối đó, trong buổi lửa trại, Candy tâm sự với các bạn của mình rằng cô bé thích Dipper. Hôm sau, trên đường đi, Mabel và Brenda đã sắp xếp tạo điều kiện để Dipper và Candy được ngồi cạnh nhau và cô bé đã thổ lộ tình cảm của mình cho Dipper. Khi đến ngọn núi bí ẩn, Dipper tỏ ra vô cùng bối rối và được Uncle Stan trấn an, và ông thể hiện khả năng tán gái của mình với cô nhân viên bán vé và cả hai đi riêng luôn với nhau. Dipper lúc này ngồi nói chuyện với Candy. Không may, những cô gái trước đó mà cậu làm quen đều lần lượt xuất hiện và trách cậu sao không gọi. Điều này khiến cho Candy tức giận. Quay trở lại với Uncle Stan, hóa ra cô nhân viên bán vé kia là một con nhện khổng lồ biết biến hình. Nó bắt tóm ông trong bọc để chuẩn bị làm thức ăn. May mắn là ông vẫn gọi điện thoại được để cầu cứu Dipper. Cả bọn tấn công lên hang ổ của con nhện và cứu được Uncle Stan. Sau khi lừa con nhện này rơi xuống và bị đè bởi bức tượng thợ mộc, tất cả đi về nhà, nhưng Mr. Richard cũng bị những người khác đến phá hoại và Sus khi này vẫn bị bỏ quên ở vườn ngô mê cung. Dipper tỉnh dậy và được Mabel nhắc nhở rằng còn một tuần nữa là sinh nhật của cả hai. Cả hai chị em đều háo hức vì sắp trở thành thiếu niên và sắp đi học ở trường trung học. Mabel lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng để chào đón tuổi 13 và chia tay mùa hè. Trong khi Mabel chuẩn bị cho bữa tiệc sẽ được tổ chức tại khu thể thao của trường trung học Gravity Falls, thì Dipper cùng Uncle Ford đi tìm cách vá vết nứt thực tại, tránh để Bill có thể xâm nhập thế giới loài người. Khi đi phát vé mời cho bữa tiệc, Mabel được cảnh báo rằng trường trung học không vui như cô bé nghĩ trước đó. Cảm thấy hụt hẫng và cô liên lạc với Dipper, nhưng mà khi này cậu lại đang ở nơi tín hiệu kém. Dipper và Uncle Ford tiến vào một chiếc đĩa bay và đáp xuống Gravity Falls từ rất lâu trong quá khứ. Tại đây, Uncle Ford ngỏ ý muốn Dipper ở lại Gravity Falls để học việc và phụ giúp ông trong công cuộc khám phá những bí ẩn và bảo vệ thị trấn. Và Dipper cũng vô tình tìm được chất keo có thể hàn gắn vết nứt. Hai bác cháu khi này bị tấn công bởi hệ thống phòng thủ của con tàu, nhưng nhờ sự nỗ lực của mình, Dipper đã có thể tự giải cứu cho cả hai. Về phần Mabel, bạn bè của cô bé đều có lịch hẹn vào ngày tổ chức bữa tiệc nên không mời được ai. Cô buồn bã trở về nhà và càng buồn hơn khi nhận ra mùa hè sắp kết thúc. Và rồi Mabel càng buồn hơn nữa khi nghe tin Dipper đồng ý ở lại Gravity Falls để học việc và trở thành cộng sự của Uncle Ford. Cô bé lấy chiếc vali của mình và bỏ đi, nhưng không may lại cầm nhầm chiếc của Dipper. Bill khi này xuất hiện trong hình dáng của Blandin và lừa cô bé lấy mất quả cầu chứa vết nứt. Hắn tan đập nát quả cầu và giải phóng vết nứt dẫn đến thế giới của hắn. Nhờ mở được vết nứt, Bill đã có cho mình được cơ thể ở thế giới này. Hắn xây dựng một pháo đài trên không, đưa những con quái vật từ thế giới của bản thân đến Gravity Falls và khiến mọi người trở nên quái dị. Đồng thời, hắn cũng nhốt Mabel vào trong một quả cầu. Mọi thứ ở Gravity Falls khi này đều đảo lộn. Nhà tù bị phá, giúp cho Gideon cùng với những tên tội phạm khác trốn được ra ngoài. Uncle Ford sau khi thất bại trong việc bắn tên Bill thì bị hắn biến thành tượng và bắt giữ. Khi này còn một mình Dipper, Bill tiêu hủy cả ba quyển journal trước mặt cậu và cùng những tên thuộc hạ biến mọi thứ trở nên kỳ dị. Dipper lúc này chạy trốn và bắt gặp Wendy. Sau khi nhìn thấy biểu tượng sao băng trên quả cầu khổng lồ, Dipper biết chắc chắn rằng Mabel đang ở đó và quyết tâm đến đấy để giải cứu cho chị mình. Tam Baby đến để ngăn chặn Bill, nhưng cũng bị sức mạnh áp đảo của hắn ta tiêu diệt. Trên đường đến chỗ của Mabel, Dipper và Wendy bị nhóm của Gideon chặn lại. May mắn là Wendy đã lừa lấy được chìa khóa quả cầu khổng lồ và một chiếc xe của Gideon. Sau một hồi đuổi bắt, Dipper, Wendy, khi này có cả Sus bị nhóm của Gideon bao vây. Dipper giải thích cho hắn ta hiểu rằng chỉ có cách đứng lên chiến đấu chống lại Bill, cậu ta mới có thể thực sự có được tình yêu của Mabel và mọi người. Gideon bị thuyết phục và đồng ý để cho Dipper, Sus và Wendy tiến vào quả cầu giải cứu cho Mabel.
Tên Lucifer khi này đang biến những người dân trong thành phố thành tượng và xếp họ thành một chiếc ghế khổng lồ. Hắn dự định sẽ tiến ra ngoài để xâm chiếm toàn bộ trái đất, nhưng bị cản lại bởi một bức tường bao bọc quanh Gravity Falls. Nhóm của Dipper đi vào quả cầu và nhận ra rằng nơi đây tràn đầy màu sắc và được xây dựng dựa trên tâm trí của Mabel. Khi gặp được Mabel, tất cả biết được rằng cô bé khi ở đây có quyền điều khiển tất cả. Đồng thời, cô cũng vui vẻ với cuộc sống ở nơi này và không muốn rời đi. Thậm chí, cô bé còn tự tạo cho mình một phiên bản Dipper khác đúng vị ý của cô hơn. Dipper đi dạo xung quanh nơi này và phát hiện ra tất cả là những ảo ảnh tâm trí được Lucifer tạo ra để lừa dối những người ở trong dựa trên mong muốn của họ. Sau cùng thì tại phiên tòa ký ức, Dipper đã thành công thuyết phục Mabel rằng họ phải thoát ra để giải cứu Gravity Falls và mọi người. Sau khi cô bé quyết định rời đi thì quả cầu sụp đổ. Nhóm Dipper, Mabel, Sus và Wendy trở về Mr. Richard và phát hiện ra những người còn sống sót đang tập trung ở đây. Mặc dù sống sót nhưng tất cả phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của những con rơi mắt. Hóa ra nhờ vào bùa chú bảo vệ bằng tóc của kỳ lân mà Grunkleford cùng Dipper làm trước đó, căn nhà trở nên bất khả xâm phạm với những tấn công từ Lucifer. Lúc này tất cả lên kế hoạch để giải cứu Grunkleford vì ông là người duy nhất biết điểm yếu bí mật của Bill. Chỉ có cách đó mới có thể tiêu diệt Bill và cứu được Gravity Falls. Ở một diễn biến khác, Bill biến Grunkleston trở lại thành người với mục đích tìm hiểu lý do tại sao mình không thể ra khỏi Gravity Falls. Hóa ra là do lực từ tính đặc biệt của thị trấn và Grunkleford biết cách giải nó. Những người còn sống đang ở Mr. Richard và cùng cải tạo nó trở thành một pháo đài chiến đấu, có thể di chuyển và tấn công thẳng đến pháo đài của Bill. Trong lúc ngôi nhà cầm chân Bill cùng với những tên quái vật khác, một nhóm được dẫn đầu bởi Dipper và Mabel tiến hành xâm nhập vào tòa kim tự tháp trên không. Cả nhóm gặp Gideon và được cậu ta tiết lộ rằng chỉ cần giải thoát thị trưởng Tyler là có thể cứu được tất cả mọi người. Grunkleford khi này vẽ lại vòng tròn tiên tri về Bill. Khi này chỉ cần những người đại diện cho biểu tượng trên đó đứng vào đúng vị trí của họ thì Bill sẽ bị tiêu diệt. Ngôi nhà bên ngoài cũng không thể cầm cự lâu hơn nữa. Lúc này thì Grunkleston là người cuối cùng, nhưng ông không chịu bước vào vòng vì vẫn còn giận dỗi người em trai song sinh. Khi Grunkleston chịu đứng vào vòng tròn thì cả hai anh em Stan lại đánh nhau. Điều này khiến cho nghi lễ bị thất bại. Bill đã hạ gục thành công ngôi nhà rồi quay lại khống chế tất cả. Hắn nhốt hai anh em Stan lại, sau đó truy đuổi Dipper và Mabel. Sau khi Bill bắt được hai chị em, Grunkleford đã đồng ý cho hắn đi vào tâm trí để lấy phương trình giúp hắn có thể thoát khỏi Gravity Falls. Tuy nhiên, khi tiến vào tâm trí, hắn mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Đây là tâm trí của Grunkleston. Mọi người bên ngoài dùng memory gun xóa trí nhớ của Grunkleston, khiến cho Lucifer cũng bị tiêu diệt. Sau khi kẻ dẫn đầu không còn nữa, vết nứt dần dần biến mất, những con quái vật cũng bị kéo về thế giới của mình. Gravity Falls trở về với yên bình, nhưng ký ức của Grunkleston thì không còn nữa. Mọi người khi này đưa Grunkleston về lại Mr. Richard để ông nghe những chuyện cũ và những kỷ niệm mà họ đã trải qua. Nhờ vậy, ký ức của ông cũng được phục hồi. Cuộc sống dần trở lại bình thường. Cả thị trấn cùng nhau đến tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 13 của Dipper và Mabel. Grunkleston để lại Mr. Richard cho Sus quản lý và đi phiêu lưu trên biển cùng với Grunkleford. Bộ phim kết thúc khi hai chị em Dipper và Mabel lên xe về nhà cùng với những kỷ niệm đẹp với Gravity Falls. Và trên đây là những sự kiện đã diễn ra trong xuyên suốt hai mùa của bộ phim huyền thoại Gravity Falls. Các cậu có cảm thấy bồi hồi khi những kỷ niệm của tuổi thơ đột nhiên ùa về hay không? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở dưới phần bình luận nhé. Và cảm ơn các cậu đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Way to Wear out.